Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dự báo trong ngày hôm nay, những cơn mưa vẫn tiếp tục trút xuống Bắc Bộ. Trong đó, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, bao gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng và cả Nam Định, có mưa vừa, có lúc có mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Cùng với những cơn mưa nên thời tiết trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ khá mát mẻ, hầu hết đều dao động từ 30 đến 33 độ. Trái ngược hoàn toàn với mưa nhiều ở Bắc Bộ, hôm nay ở miền Trung vẫn có nắng nóng suốt một dọc từ Quảng Bình trở vào tới tận Bình Thuận. Trong đó thì ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên vẫn là tâm của nắng nóng với cường độ đạt ngưỡng nắng gắt từ 37 đến 38 độ. Các vùng khác thì bớt gắt hơn song nhiệt độ cũng từ 35 đến 37 độ. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và cả Hà Tĩnh do nằm gần hơn với các hệ thống gây mưa ở phía Bắc nên ở đây nhiều mây, có lúc có mưa. Riêng ở Thanh Hóa có lúc có mưa vừa, mưa to nên trời mát, nhiệt độ phổ biến từ 30 đến 33 độ. Ở Tây Nguyên, lúc này nhiều nơi vẫn có được trạng thái se lạnh với mức nhiệt chỉ khoảng từ 20 đến 22 độ. Còn ở Nam Bộ trời cũng khá mát mẻ với nhiệt độ từ 25 đến 27 độ. Tuy nhiên, đó là thời tiết về đêm và sáng sớm. Còn trong ngày hôm nay, thời tiết ở Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có sự pha trộn của cả Bắc Bộ lẫn Trung Bộ, tức là có cả nắng và mưa. Trạng thái tạnh giáo có nắng sẽ duy trì từ sáng và kéo dài đến chiều, vì thế nhiệt độ trên các khu vực sẽ tăng khá nhanh. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ ở ngưỡng từ 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Trên biển, rãnh áp thấp gây mưa trên khu vực đất liền Bắc Bộ cũng chính là tác nhân gây mưa dông ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, làm cho tầm nhìn xa trên khu vực Vịnh Bắc Bộ duy trì ở mức thấp từ 4 đến 10 km. Còn ở ngoài khơi, khu vực Bắc giữa và Nam, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 5, mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.